Đây là cái sản phẩm dành cho quý anh chị đầu tư lâu dài, một lô đất phân thửa tách nền ngay tại thành phố Pleiku, nằm ở ngay khu dân cư và giá thì rất mềm, chỉ có 43 triệu trên một mét. Mời quý anh chị vào thực tiễn với lô đất ạ. Ngay tại trung tâm thành phố Pleiku, vùng ven và ngay cái khu bàn cờ quý anh chị, trên kia là mặt đường bê tông lớn quý anh chị nhé. Ở ngoài đó thì ngoài đó hiện bây giờ đang là 150 triệu một mét, dân cư ở đông. Ở trên đây thì đường này thì cũng sắp đổ rồi quý anh chị này. Và đây cũng có nhà ở nha. Mình giới thiệu đến quý anh chị một lô đất đầu tư này, với 35 mét mặt đường như thế này, chiều sâu vào là 27 mét. Nhưng mà gia chủ chỉ tính cho mình với giá chỉ có 31 mét thôi, vì ở đuôi của nó là 31 mét, còn tặng lại cho quý anh chị 4 mét trên đầu đây. Lô đất hai mặt tiền đường ha. Ở trên đó mình đã có đang có tiêu, tiêu trồng rất đẹp, đất rất đẹp, bằng đất bằng phẳng. Ở dưới đây view đẹp quý anh chị, cái lô đất này tiềm năng về lâu dài quý anh chị nhé, tương lai sẽ có nhà ở khu đông dân chỗ này. Mời quý anh chị xem hình ảnh video từ Playcam để xem cái khu này vị trí địa thế của nó như thế nào quý anh chị nhé. Lô đất thuộc phường Thắng Lợi với tiện ích trường trạm ở trong vòng 2 km, cách đường bê tông chỉ có 50 mét, thuộc thành phố Pleiku. Em Nga xin nhắc lại, tổng với diện tích 35 mét, chiều sâu là 27 mét, ở trước là 35, ở sau là 31. Gia chủ tặng cho quý anh chị 4 mét, chỉ còn lại tính 31 mét thôi, với giá trị sang nhượng 45 triệu trên một mét, bao sang tên bị đỡ cho quý anh chị. Quý anh chị liên hệ số điện thoại trên màn hình để giao dịch lô đất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.